Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Nga sẽ mạnh tay đến đâu sau khi Ukraine đột kích vào Kursk? Tờ Gazeta Wyborcza của Ba Lan lưu ý cho đến nay, Nga vẫn chưa triển khai bất kỳ lực lượng bộ binh nào về hướng Kursk. Gazeta Wyborcza viết, nếu mục tiêu là buộc Nga phải rút bớt các đơn vị khỏi các mặt trận ở Ukraine thì điều này chưa đạt được. Ở Donbass, miền đông Ukraine, nơi tình hình khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine, số lượng các cuộc tấn công đã giảm. Theo chuyên gia quân sự Ukraine Oleg Denov là giảm 30%, song quân đội Nga vẫn đang tiến quân đều đặn, ví dụ như gần Bobrovsk hoặc ở Chasiv-Yar. Tờ Gazeta Wyborcza dự đoán Nga sẽ có phản ứng cứng rắn. Trong khi đó, nữ ký giả Nga Yulia Latinina giải thích trên tờ cho lý do quân đội Nga chưa mạnh tay. Bà cho biết, cuộc tiến công vào khu vực Kursk là một thành công chiến thuật của Ukraine. Họ đã đạt được nhiều mục tiêu của mình. Nhưng theo tôi, nói rằng đã một tuần trôi qua và Tổng thống Putin vẫn chưa thể làm gì về điều đó là suy nghĩ sai lầm. Một con khủng long không thể quay đầu nhanh chóng. Quân đội Nga làm mọi thứ theo cách khác. Ít nhất thì bước tiến của Ukraine cũng rất mạo hiểm, nhà bình luận Maxim Iusin viết trên tờ Kommersant, Nga. Ông Maxim Iusin nhận xét, các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng không nên quyết định dựa trên cảm xúc hay để thể hiện. Trong trường hợp này, rõ ràng Kiev đã thực hiện một bước đi rất mạo hiểm. Đồng quan điểm, tờ Handelsblatt của Đức lo ngại cuộc tấn công vùng Kursk có thể phản tác dụng. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times của Anh, cuộc tiến công cho thấy Ukraine biết cách tận dụng tối đa viện trợ quân sự mà họ đang nhận được. Tờ báo nhận xét, Ukraine cũng đã học được rằng thành công trên thực địa là cách tốt nhất để thuyết phục các đồng minh quốc tế tăng cường viện trợ và thiết bị quân sự. Bằng cách thực hiện chiến dịch có vẻ như rất cơ động bằng xe bọc thép và phòng không do phương Tây cung cấp, Kiev gửi thông điệp rằng sự hỗ trợ như vậy không phải là vô ích. Theo hãng tin Reuters, Nga bắt đầu sơ tán thêm hàng ngàn người khỏi các khu vực biên giới vào ngày 15 tháng 8. Diễn biến xảy ra sau khi Ukraine tuyên bố sẽ tiến sâu hơn trong một cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm buộc Moscow phải giảm tốc độ tiến quân dọc theo phần còn lại của chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 8 cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Belgorod lân cận của Nga, và máy bay ném bom Sukhoi-34 đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Ukraine ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo về các cuộc giao tranh dữ dội dọc theo mặt trận Ukraine. Đồng thời, bộ này cho biết quân đội Nga đã chiếm được các vị trí tốt hơn tại một số điểm. Nga phản công quyết liệt dùng bom lượn và UAV ngăn cản đà tiến của Ukraine ở Kursk. Ghi nhận từ báo Dân trí, Ukraine hứng tổn thất lớn cả về nhân lực và thiết bị khi đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Báo Financial Times, FT của Anh cho biết. FT dẫn lời các binh sĩ giấu tên của Ukraine cho hay, cuộc đột kích của Ukraine bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 với sự tham gia của các đơn vị từ 6 lữ đoàn tiền tuyến của Ukraine. Họ cũng tuyên bố cuộc đột kích đã khiến Nga bất ngờ, song lực lượng Ukraine sau đó nhanh chóng bị máy bay không người lái và bom lượn FAB của Nga tấn công. Bom lượn FAB và máy bay không người lái của Nga gây thương vong cho lực lượng đột kích, phá hủy các trang thiết bị quân sự, xe bọc thép của Ukraine do phương Tây viện trợ. Theo FT, Ukraine hứng tổn thất lớn. Nhiều xe cứu thương, xe bọc thép, sơ tán y tế của Ukraine được nhìn thấy ra vào khu vực này. Tuy nhiên, FT cũng thừa nhận chưa thể xác thực tuyên bố của Nga rằng Kiev mất hơn 1.600 quân. Các binh sĩ Ukraine trả lời phỏng vấn cho biết mục tiêu của cuộc đột kích là kiểm soát lãnh thổ Nga, coi đó là lá bài thương lượng và buộc Moscow phải chuyển quân khỏi mặt trận Donbass. Chúng tôi chiến đấu ở đây và kiểm soát lãnh thổ của họ. Sau đó các cuộc đàm phán có thể bắt đầu và chúng tôi sẽ nắm trong tay một phần lãnh thổ của họ để đổi lấy đất của chúng tôi. Một người lính Ukraine có tên gọi Denis chia sẻ. Rạng sáng 6 tháng 8, hàng trăm binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử đã tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga. Theo lời các binh sĩ, Ukraine đã phải rút quân từ các đơn vị tiền tuyến như Kharkiv, Donetsk để phục vụ cho chiến dịch đột kích này. Moscow cuối tuần qua nói Kiev đã mất khoảng 1.000 quân và hơn 100 xe bọc thép được phương Tây viện trợ, trong đó chỉ riêng ngày 11 tháng 8 mất 70 xe. Nga cũng phải điều động thêm binh sĩ hỏa lực để giữ phòng tuyến Kursk, ngăn chặn quân đội Ukraine tiến sâu hơn. Ông Dmytro Likivy,
phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết, đã chuyển một phần các đơn vị từ mặt trận miền Nam Ukraine về Kursk để trám lỗ hổng phòng thủ. Cũng theo quan chức này, số lượng các vụ tấn công của Nga ở miền Nam Ukraine hiện ít hơn 10 lần so với ở miền Đông. Quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Siminov cho hay, lực lượng Ukraine hiện diện ở khu vực rộng hơn 40 km và sâu 12 km vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ Nga sau cuộc đột kích kéo dài một tuần qua. Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine và những chỉ trích từ phía Nga, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel nhấn mạnh chính sách của Washington về việc cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tập kích Nga vẫn không thay đổi. Cuối cùng, các quyết định về cách thức Ukraine tiến hành hoạt động quân sự của mình là quyết định do Ukraine đưa ra. Không có gì thay đổi về chính sách của Mỹ đối với các cuộc tập kích biên giới, quan chức trên nêu rõ. Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Belgorod. Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 14 tháng 8, Thống đốc vùng Belgorod Nga Vyacheslav Gladkov tuyên bố tình trạng khẩn cấp vùng sau khi hứng chịu các đòn đánh liên tiếp từ lực lượng Ukraine. Tình hình ở vùng Belgorod tiếp tục diễn biến cực kỳ căng thẳng và khó khăn. Hãng tin Nga TASS dẫn lời ông Gladkov tuyên bố trong đoạn video đăng trên Telegram hôm 14 tháng 8. Chúng tôi quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp vùng trên toàn bộ lãnh thổ Belgorod từ hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị chính phủ nâng cấp độ khẩn cấp tại đây lên cấp liên bang, ông Gladkov khẳng định. Tình trạng khẩn cấp ở cấp khu vực được áp đặt với Belgorod có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 theo giờ địa phương, nhằm bảo đảm cung cấp thêm hỗ trợ và bảo vệ cho người dân. Belgorod giáp vùng Kursk của Nga đang bị Ukraine xâm nhập từ cuối tuần trước. Ông Gladkov cho biết, Belgorod cũng đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Hai khu dân cư ở vùng Belgorod đã bị máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công, không có thương vong. Ở Sebekino, một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà chung cư, một căn hộ đã bốc cháy và các tấm sàn bị sập. Đường dây cung cấp khí đốt cũng bị hư hỏng, hãng tin AFP dẫn lời ông Gladkov nói. Tuần trước, lãnh đạo vùng Kursk đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau xác nhận lực lượng Ukraine đã xâm nhập ít nhất 12 km vào lãnh thổ và chiếm được 28 thị trấn và làng mạc. Ukraine đã triển khai chiến dịch xâm nhập qua biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Sau đó, Nga đã triển khai các biện pháp an ninh tại các tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội đánh bật lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, đến tối 13 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng nước này tiếp tục thọc sâu vào lãnh thổ Nga. Lực lượng của chúng tôi tiếp tục tiến công ở khu vực Kursk. 74 khu dân cư nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nơi chúng tôi đang thực hiện các biện pháp kiểm tra và ổn định, ông Zelensky nói. Theo hãng tin AP, ngày 13 tháng 8 giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Helhi Tiki khẳng định lý do quân đội Kiev xâm nhập vùng Kursk thuộc Nga là để vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của Moscow. Ông Tiki nói, trong những tháng gần đây, Nga đã triển khai hơn 2.000 cuộc tấn công từ vùng Kursk vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng tên lửa chống máy bay, pháo, súng cối, máy bay không người lái, drone. Đặc biệt, Ukraine nói Nga còn thả 255 quả bom lượng và hơn 100 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, mục tiêu của hoạt động quân sự này là bảo vệ tính mạng trẻ em và lãnh thổ Ukraine khỏi những cuộc tấn công tầm xa của Nga. Ukraine không hứng thú với việc chiếm đóng lãnh thổ ở vùng Kursk. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ sinh mạng người dân chúng tôi.